Dạ thưa chú công thành Thực nhất chú hỏi cái tượng của quan công Để thờ vào ban của nhà cùng với Phật Về với cùng với các bậc thánh Và tiền tổ mình Thì mà nói là Cái quan công là cái thời mà của lý Trần Và sau này các vị Của bên Trung Quốc Có nghĩa là tam giáo đồng tu đưa sang Các bậc thánh Của Trung Quốc hay là của Việt Nam Vậy không nên thờ Kể cả Đức Phật cũng vậy Đức Phật có cho hình tượng để chúng ta thờ đâu Chúng ta thờ là phải thờ cái tâm của mình Kể cả gia đình cũng vậy Thờ các cụ là để cho con người Cho nếp sau, sống sau Để theo nơi sức trước Là biết tôn trọng con người đã sinh ra ta Hay các cái vị quan thần cũng vậy như uh, trong uh, đạo mẫu cũng vậy thì nên là uh, à, uh, có một cái là là uh, để cho mình để có cái là là uh, để cho cho ta là không còn có mê si nữa à Alo. khi mà nói với nó như vậy nhưng mà thực tế mà nếu chúng ta mà giữ được cái đạo đức nằm người Đấy, chả thờ ai, ai không được thờ ai là vì chỉ tưởng niệm cái người có công với đất nước có công với dân tộc các liệt sĩ anh hùng hy sinh để đuổi bọn loại xâm ra nước còn kêu quan công cũng mặc quần áo diêm dúa của thời vua chúa chứ đâu có phải là thời này Đấy. thứ hai là thờ các vị đó cực kính không có bỏ phiền ta thờ về mà ta không trì được ấy. giới được thì ta cũng phỉ bá người nhiều người không biết ở các chùa cũng vậy Thờ Phật đủ thứ Đủ thứ Đủ các ngài Thế nhưng mà Phật tử đấy, quý thầy đấy lại Không giữ được giới Như ăn thịt chúng sinh Năm giới năm người không được Nhưng là tiền bạc Danh vọng, sắc dục, ăn và ngủ Vẫn phi thời Thì làm sao mà có được là chú Do vậy gia đình Mình tôn trọng các vị thì nên học đạo đức làm người là coi thờ bạn cứ đến cái nơi nào thờ cái ông đấy trong bạn thỉnh bảo con cũng có duyên với ngài nhưng con không thể thờ được ở nhà vì các vị này phải ở nơi đền thánh đền chúa đền, đền của dân tộc đền của nàng chứ con cũng thế này con xin dựa vào đức thánh của người để con tu tập con sống có đạo đức đạo đức thứ nhất là không sát sinh ăn thịt chúng sinh hai là không trộm cắp lấy của không cho ví dụ như là mình, mình bán một cái hàng hoặc đi làm một cái gì đấy mà mình lấy của không cho ví dụ như đến cơ quan làm công nhân chẳng hạn xong nửa lừa, lừa hỏi xin cái wifi rồi xin để nghe internet để chat chít các thứ ấy gà me gà miếc ghim trước là chết là vì thằng mạng viễn thông ấy nó khoán cho là một hai trăm nghìn hay một triệu chẳng hạn nó chỉ có nung lượng bằng đấy thôi nhưng mà cho nhiều người quá thì nó nổ đấy là lấy của không cho à, khó là vậy đấy không phải đâu hay cơ quan vậy đến cơ quan này nọc nước này trong này bỏ vào chai nước ấy cái thời mà nước cách đây hàng mười mấy năm ấy cơ quan có chai nước nọc trong này đem đến trong mang về về đấy về 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 về, về, về nhà cứ vậy mỗi lần đi xong mang cái chai coca một lít rưỡi mang về đấy là lấy khổng trò hay là ngồi làm cơ quan cũng vậy lại còn thêm cái làm việc riêng không làm hết trách nhiệm đấy nó là lấy khổng trò hay bán một sản phẩm mà làm ra đấy là giá thành nó khoảng bảy mươi uh, bán một trăm là quá rồi nhưng bán hai trăm đấy các cậu xem nó có viên thuốc nó bán hàng triệu bạc hay chưa đấy là lấy của không trò đấy cái sản phẩm mình là làm ra đừng có nói sáng chế sáng chế nó phải tùy theo cái mức độ đời sống nhân dân mà trông lên trông xuống chứ không thể mình cứ thích bán được cái gì là mình bán đâu vay hết nhân quả chú ạ đấy là lấy khổ không trò. ba là không tả dâm tả dâm bây giờ là tả dâm bằng mắt bằng mũi bằng miệng bằng tai bằng thân bằng ý đấy chứ không phải là bằng cái sáu căn đấy chứ không phải tả dâm cho cậu bé với cậu với cô bé là 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 giao hợp với nhau đâu cậu kể cả là là chưa có chồng có vợ mà đấy là tà dâm cần hôn tay nhau cũng là tà dâm bắt tay nhau là tâm dâm nữa đấy mà khởi thích nên là chết người kia người ta khởi thích nhà chết đấy là tà dâm bốn là không nói dối nói lời thêu dệt nói lời vọng ngữ hay là chia rẽ nói lời ác nghiệp khẩu nặng lắm bạn ạ ừ trong con đường tu tập của con người muốn nên làm bậc thánh khỏi khổ thì ta có bằng gieo bằng thân khẩu ý thân có ba điều không phát sinh trộm cắp tà dâm đấy vừa nói ở trên đấy và khẩu có bốn điều là vừa rồi nói trong và ý là không tham không sân không si tham thì khổ, ối người tham ai cũng tham chỉ người biết sợ là không dám tham sân là nổi giận cho mình khi mà người ta chửi mình mình giận quá tức quá là mình mua lại cái nghiệp đấy cho mình si là ngu si không biết pháp nào pháp thật pháp nào nó pháp giả đức phật dạy rồi ta là người hướng đạo các con tự thắp đuốc đi ta không ban ơn giác họa cho các con chỉ các con làm thân tâm các con bao nhiêu bẩn chỉ các con mới cứu được con Thế mà thờ Ngài mà không theo Ngài thì làm sao? Cũng như là đệ tử của Ngài, người xuất gia này, còn ăn hai ba bữa này, còn uống cà phê, còn uống rượu này, rồi còn cầm tiền thì làm sao mà giống Ngài được? Chưa nói các cái giới khác trong 10 giới xa gì đấy các bạn. Đấy nó khó là khó như vậy đấy. Năm cái điều kiện mà đạo gốc ấy, của làm người mà không được thì làm sao thành con người kiếp sau đâu mà thờ. Ai cho, ai phù hộ chúng ta. Không ai phù hộ đâu. Chú. Để qua chú hỏi đó thì cũng chưa biết chú ở đâu nhưng mà có tin mà kết bạn với mình ở Zalo có hỏi vậy thì mình cũng đồng quá chẳng nhớ chú ý, chú giao lưu rồi xin lỗi chú nhưng mà tốt nhất là chưa nên thờ thì cứ đến cái nơi có cái cụ tượng đấy là cứ tâm sự với ngài như vậy còn rất ngưỡng mộ ngài quy bên ngài nhưng nhà con nó chưa đủ được giới thì con đưa về nó lại mất thanh tịnh đi con thỉnh thoảng cứ một năm con đến chỗ nơi ngài là ở cái chùa nào đền nào đấy đền thánh nào con thắp nén hương là được rồi vậy con quyết tâm là năm nay con mài dao một ít có nghĩa là mài cái 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 dục lạc thế gian một ít sang năm con mài chứ cứ mỗi lần mỗi tháng con mài ít thì con đến báo cáo cái thành tích với ngài chứ con mang về đây thì gia đình con nó cũng còn chưa thanh tịnh con chưa thanh tịnh thì con lại phỉ bác ngài Đức Phật phải trên cả ngài nữa cơ mà Đức Phật nói Đấy bà nãy nói Theo ta không hiểu ta là phỉ báng ta đấy Hay một kiếp làm người Vạn kiếp làm trung sinh Không có cơ hội làm người Khi năm cái giới đạo đức làm người Không có đâu Đức Phật không dạy ta mê tín Thầu cầu thần cầu Phật gì cả Không mê tín trong 10 giới khó tin đấy Đừng tin vào truyền thuyến Thuyết đừng chuyên vào truyền thống không tin vào truyền thống, thống, không tin vào nơi thồn rồi đồn thổi và không tin vào kinh sách để lại cũng như bậc đạo sư của mình tôi nói đây cũng vậy cũng nói cho chú để chú hiểu ra một chút chứ cũng đừng có tin những lời tôi vừa nói đây đấy tôi chỉ tổng hợp lại những lời của đức phật dạy hay cũng thầy tôi dạy và tôi hành trì theo nó con người luôn luôn là đức phật có dạy là luôn luôn là điên đảo tưởng điên đảo kiến điên đảo tình điên đảo tâm bốn cái điên đảo này cái người thế gian vẫn còn đang từ thời đức phật hai sáu trăm năm đến nay nó vẫn thể hiện vậy mà tôi cũng còn điên đảo đấy chú vẫn chưa ni dục ni ác pháp thì làm sao không điên đảo được nhưng cái điên đảo của chúng tôi là đang từ từ dần dần rơi vỡ đi bỏ dần đi những cái phải năm giới cấm của con người rồi mười giới sa di phải phấn đấu và phải diệt trừ sạch nó thì mới được đạo đức làm người thì chú chưa nói được làm thánh đâu chú vậy nên là chú có hỏi thì mình cũng có nói với chú một chút như vậy còn đấy tùy chú nhá duyên của chú chú chăm đọc sách đi đạo đức làm người là thương yêu và tha thứ đức phật dạy này con người không có từ bi hỷ xả đấy cái từ bi hỷ xả chú đọc trong kinh tứ vô lượng tâm của kinh nikaza nhá của hòa thượng thích minh châu hoặc tham qua cái trang web của thầy thích thông nạc cũng được thì gọi là chú hiểu hơn nhiều về cái chánh kiến con đường đi khỏi khổ là từ bắt trích đạo chú phải hiểu trước là tứ diệu đế sinh ra là khổ lớn nên nạp khổ vào thì có con đường để giúp ta hết khổ chứ là phải tu tập và đạo đế là niết bàn là khỏi khổ vậy thì phải có đi vào con đường nào chính con đường bắt chánh đạo đấy tôi vừa nói với chú đấy thì phải đi vào từ chánh kiến trong cái đến tánh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng chính... Tránh... năm cái giới đó là giới chứ không phải là là, là, là tu tập rồi đến tránh niệm mà rồi mới tránh 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 định thì tránh tinh tấn là cái tránh khởi đầu của thiền đức phật không dạy thiền thế mà cả thế giới này đang ngồi thiền chỉ có ức chế tâm mà chết thôi điên đảo tự tưởng thôi và điên đảo kiến Vậy nên là chú chẳng có gì Chú cứ ngồi chơi chú quan sát thôi Thấy cái là khổ là chú là Ý nghĩ thiện, lời nói thiện, việc làm thiện Là chú sẽ tăng trưởng được Chú sẽ đọc được sách của Ngài dạy Chú nha Còn việc mà thờ ông quan công như nào là tùy chú Đây chỉ là cái người góp ý với chú Do nhân quả của chú Chú hỏi thì mình phải nói nói những gì lời Phật dạy Phải thực hành với hiểu được nó Còn chưa hành, chưa đồng tin đâu Vậy nên Đức Phật nói là Pháp ta là Pháp hành Chú ạ vậy xin cảm ơn chú nhá chú xin nạo nỗi chú và ai nghe được tin này cũng tha thứ cho tôi